Chiều ngày 22 tháng 8 năm 2024, tại Ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đến dự lễ bổ nhiệm Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cho đồng chí Nguyễn Thị Thành, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Biên. Đồng chí Nguyễn Thị Thành, trưởng thành từ Huyện ủy Tân Châu, trong suốt quá trình công tác với nhiều cương vị khác nhau như Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Châu, Bí thư Đảng ủy thị trấn Tân Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Châu, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Châu, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Biên. Đồng chí dù ở cương vị nào đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những đóng góp của đồng chí Nguyễn Thị Thành trong quá trình công tác và tin tưởng rằng với trình độ, năng lực, kinh nghiệm công tác của mình, đồng chí Nguyễn Thị Thành sẽ tiếp tục thể hiện được khả năng, bản lĩnh chính trị, thực hiện tốt nhiệm vụ mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao phó để có bước phát triển hơn nữa trong thời gian tới.